đâm vô. Sư tử là đuôi giống con trâu mà. Sư tử là đuôi có cái sợi dây chứ mấy, nó đâu có nhiều đâu. Bơm. À, quan trọng là cái bơm cua xuống. Nói chung khó là cái bơm á. Chúng mình không thể biết được, tại vì mình nhìn ngoài đời mình cũng không biết con người nào ngựa đực ngựa cái, cho nên là lên kem cũng không thể nào biết được. Ta biết tóc ta tóc là ngựa đực. Cái này gắn thêm cái sừng nữa là thành cái con bị ngựa cắm sừng, con ngựa ngoại tình.